Tuyền. Xin chào quý chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tuyền Hàng Nhật Bản nha. Đây hôm nay Tuyền lên được 87 số bên chú ha. Đây bánh xe. Đó. Thì bánh xe còn gì em lên đấy. Này có cũng có mấy rổ bánh nhỏ nè, bánh nhỏ mấy bộ ha. Có cũng có cái một bộ. Rồi. Thứa kẹp mũi khoan nè ha, đục gỗ bữa nay bán lẻ riêng số cho mấy anh chú xài luôn ha. Rồi những combo dao kéo luôn. Đó. Thì hình thức thanh toán bên Tiền á, nếu Tiền á nếu mà ship COD nhận hàng thanh toán thì của chú anh chị mình thanh toán thêm tiền ship ha. Còn đơn mà 300 trở lên chuyển khoản thì Tiền sẽ bao ship luôn. Rồi số 1 gạt mưa mấy chú ha, gạt mưa vẫn còn nha mấy chú ha. Gạt mưa vẫn còn nè. Cây xay 450 nè. Cái này dài 450 mấy chú ha. Cái này giá của nó 40.000 một cặp mấy chú ha. 40.000 hai cái vậy nè. Đó, mấy chú cái này là tiền xả nè, xả. Để tới Tết rồi dọn kho từ từ rồi có cái mặt hàng nhiều mặt hàng nào. Trời Phật ơi, tháo ra cũng khó nữa cha. Cái này hàng của China nha mấy chú nha. Chinese xuất Nhật đó nè. Đó nó có bình kẹp ốc vậy nè. Rồi hai cây vậy nè, 40.000 thôi, xả luôn, không đi bán nhanh bằng bán rẻ. Rồi số 2 ha, số 2 là vũ kim cương mấy chú ha. Vũ này là vũ chưa xài mấy chú ha. Đó, nói chung là vũ này xài rất là êm luôn, mài dao mài kéo. Rồi số 2 120.000 luôn. Số 3 là đá mài mấy anh chú ha, đá mài nè. Katashiwa, hàng này hàng mới mấy anh chú ha, hàng mới, hàng cái này mấy anh chú, hàng này á mấy anh chú về á, mấy anh chú ngâm nước á, đá này mấy anh chú ngâm nước á rồi hả lấy lên xài nó sẽ ok hơn, nó mịn hơn ha. Đó, cái này 6.000 10.000 nè. Rồi số 3 ha, 120.000. Số 4 là dao ghép mấy anh chú ha. Dao này dao xếp nhỏ gọn ha. Giá 70.000 nhưng mà rất là bén luôn. Rồi số 4 70.000 luôn. Xếp lại coi. Số 5 là kéo cắt vải ha, kéo cắt vải. Y. Chết cha, cái kéo này hết rồi mấy anh chú ha, còn có cái mẫu không à. Kéo cái này hàng nó đang về, quên nữa. Số 5 hết rồi. Cái này là có cái mẫu tại quên. Cái này còn cái mẫu không à, cái mẫu Tiền cắt nó tè leo me rồi, cho nên là bữa nay coi như bỏ số 5 đi, hết hàng rồi, quên nữa. Số 6 130.000, mấy cái kéo này số 6 thì còn hàng đang về mấy chú. Đây nè, đó, kéo này là kéo mới chưa qua sử dụng, mấy chú nào mà không mài kéo được á thì mình mua kéo này về mình xài luôn khỏi mài. Rồi số 6 này 130.000. Nó dài 26 xăng á. Rồi cái 27 nè, cây này là dài 31 xăng mấy chú ha. 31 xăng. Cây này cũng chưa xài, chưa qua sử dụng mấy chú ha. Cây này mấy hàng này á mấy chú về á bao mấy chú xài luôn, bao test luôn. Thấy ha. Có nhân viên đứng bưu điện đợi ha. Rồi mấy chú cứ tháo hàng ra kiểm tra hàng, test hàng ok nhận hàng nhận tiền luôn. Rồi số 7 nè. 170.000 ha. 170.000. Rồi số 8 nè, số 8 là kéo tỉa nha. Kéo tỉa này, kéo tỉa này còn không vậy? Kéo này còn không? Rồi, kéo này còn. Kéo tỉa này 50.000 mấy chú ha. Tỉa là bá cháy luôn. 50.000 nè, mẫu mã rất là đẹp và siêu bén nữa. Số 8 ha, 50.000. Rồi số 9 như thường lệ bánh xe mấy chú ha. Bữa nay bánh xe nhỏ lớn cũng nhiều ha. Bánh số 9 này thì giống như mấy cái clip vừa rồi ha. Đây là số 9, nó mặc định nó là số 9 tại vì số 9 của nó nhiều lắm. Nó tới mấy sọt số 9 lận. Đó. Cái này nó mấy anh chú bánh là 150 ha. Đây nè. Cái bánh này nè. Nó cạ nó chạy ha chứ là tình trạng bánh nó không có lão quá mấy anh chú ha. Bánh nó còn đàn hồi nhiệt rất là tốt. Do nó bị chạy thôi. Nè mấy anh chú ha, thấy thép sắt của nó ha, còn rất là sáng giới luôn. Cái bộ này phi 150 ha mấy chú ha. 150 thì nó cao nó. Trời mấy chú á. Đây cao 1 tấc 9 á. 1 tấc 850, tấc 8 80, tấc 9.
cao thấp chính á. Cái dòng phi bánh là 150 ha. Còn bề ngang bánh đó là 5 phân. Đó. Cái 4 cái là 2 cái gài, 2 cái ống gài ha. Nè, 2 cái khóa lại nè. Khóa là 2 cái khóa, xay thì nó xay hết nha, bánh nào cũng xay. Rồi số 9 á. Anh chú nào thích hè, thích lấy cái mà cái trên mẫu luôn á thì Tuyền gửi luôn cái trên mẫu, còn không thì Tuyền nói chung là hàng mới gửi cho anh chú thì Tuyền sẽ chọn cho cái đẹp nhất có thể trong đó ha. Rồi số 9 là 500.000. Mấy cái mã này nó hàng nó trên 5 kg á anh chú ha, nên 5 kg thì tiền ship nó sẽ cao. Nếu mà chuyển khoản thì Tuyền bao ship. Rồi số 10 thì mình còn số 10 còn tầm 3 bộ mấy anh chú nha. Số 10 nè. Cái bánh này chịu tải cao nè, bánh rất là đầm. Đây. Đây hồi Tiền lấy cái bộ đây. Để Tiền cho mấy anh chú xem ha, cái bộ này nó 4 cái 5 kg nè, có cái bộ này nè. Đây, nó cũng màu đen nè ha. Màu đen nhưng nó rất là mỏng ha. Nó mỏng, nó nhẹ hơn đó, bánh này rất là nhiều. Đây mấy anh chú nhìn. Nhìn hai cái nó sẽ khác nhau. Nè, cái độ dày nè ha. Độ dày của bánh nè. Nó. Nó cho nhiều khi á mấy anh chú thấy qua hình ảnh á, thấy trên video cũng màu đen như vậy nhưng mà không phải đâu ha. Nó có thể giá nó sẽ đi theo cái chất lượng của nó. Đây. Cái số số 10 này là tiền còn tầm 3 bộ thôi. Cái này một tấc nè, cái này một tấc vuông anh chú ha. Cái này nó cao tấc mốt anh chú ha. Cao tấc mốt. Bánh của nó là 75 x 45 ha. Phi này là phi 75 nè. Cái ngang bánh của nó là 45. Đó, hàng thép nó rất là xịn luôn. Cứng khừ luôn ha. Rồi cái nhựa nè, cái nhựa bánh nè. Còn rất là tốt. Còn bánh thì nó chạy là bình thường anh chú ha. Hàng chạy dưới đất mà. Rồi số 10 ha. Số 10 cái 400.000. Không có khóa mấy anh chú ha. Rồi 11 cái bộ này là một bộ duy nhất mấy anh chú nha. Một bộ duy nhất, bộ khá đẹp luôn. Dạ ha. Bộ này nó đẹp mà nó lạ nữa. Đây. Mấy cái hàng này là tiền không có vệ sinh luôn á mấy anh chú ha. Hàng này nó nhiều quá nên tiền không có vệ sinh được nè. Nè. Nè, nó với phần mấy anh chú rửa vệ sinh rửa đồ nước cái đồ thì nó xét chứ làm gì đâu, nó động trong đây rồi nó hư mau hư ba cái bạc đạn đồ thôi chứ đâu có gì đâu. Còn nè tình trạng bánh nè anh chú thấy không, tiền lao ra ha, nó rất là sạch và sáng luôn ha. Cái nhựa bánh nè còn rất là đẹp luôn nè. Master cái này nó phi 100 anh chú ha, 100 x 30 nè. Dòng bánh này 100 ha, bề dày của mày của bánh là 30 nè. Cái này nó cặp này đây. Ủa đâu rồi? Vậy đây nè. Cái này nó có hai cái khóa nè hai anh chú ha. Nè. Hai cái này khóa nè. Đó. Cái này thông số của nó nè. Cái này 100B. Rồi cái này là 100A. AB. Đây. 100A dưới đây. Hai cái này đó. Thông số giống nhau hết. Ủa hai cái 50 luôn hả? Kệ cha đi thôi tính tiếp. Nè rồi xong để tiền đo ha. Tiền đo cái mặt cái kiểu bánh này dày mấy anh chú ha. Nhìn rất là thẩm mỹ thì rất là đẹp luôn. Nè cái này bề ngang của nó là 7 phân rồi cái này 7 phân 2 7 phân 3 mấy anh chú ha. Cái này 7 phân 3 vuông mấy anh chú ha. 7 phân 3 vuông. Cái này nó cao. Rồi nó cao 1 tấc 6 mấy anh chú ha. Từ ở dưới mặt đất lên tới là 1 tấc 6. Đó. Mặt trước là hai bánh không khóa nè. Ha. Rồi hai bánh khóa. Rồi cái số nó bay đâu mất rồi. Đây. Rồi số 11 ha. Số 11 bộ này 400.000. 11 400.000. Cái này một bộ duy nhất mấy anh chú ha. Rồi 12 bữa mấy anh chú hỏi bánh mâm nè. Bánh mâm thì Tiền soạn ra có bánh nào đừng lên bánh ấy. Tại vì bánh mâm hiện tại giờ nó không còn còn nhiều mà nó không có đẹp nữa.
ha, nó không có nhiều mà nó cũng không có đẹp nữa, cho nên là tiền soạn sẽ lên mã trên video ha, mấy chú chốt rồi nhìn trên video video nha. Nè mấy chú không đó, bánh ha, tình trạng bánh nó rất là ok. Đây cái này là nó chạy ấy thôi, không có bị lão quái bánh ha mấy chú ha. Nè tiền lao ra là nó mới luôn ha, tại vì không có vệ sinh. Nè cái này thì nó có ố nha, cái này nó niền á, cái này cái niền trong của nó là sắt gan nè, nó có ốp ngoài màu à. Rồi 13 700 nghìn mấy chú ha. Trời ơi ra lụng đánh nó khác thôi, đang cọc đó, nó đủ mẹ mày đó. Rồi xong lên video rồi, 14 chỉ còn một bộ duy nhất mấy chú nha, đúng một bộ nha. Bữa nay mấy chú mua bộ này 14 là nó còn có một mã bộ 14 này là trên video thôi. Cái này cái gì trời, cái này nó đẩy dính dính mạc dính dâm gì của mạc này nè đó. Bộ 14 là bánh đôi nè mấy chú ha, bánh đôi nhiều quy mấy quy video trước gì đó, nó còn một bộ một à. Rồi này chín xăng, cái này chín xăng vuông ha. Rồi cái này nó cao được một tấc, tấc gần tấc mốt gì đó, rất là dày trời. Mấy bánh này nó đầm lắm, dễ lái, nó không có bị lắc. Rồi số 14 ha, 350 nghìn. 15 đây, 15 này có chân đế chịu lực mà giống như cái mã 16 vừa rồi, nhưng mà bộ này đây, cái này thông số nó khác mấy chú ha. Nè bộ này rất là đẹp mấy chú, 80 nè, cái đế đó nè đó, mấy chú hạ xuống ha, chịu lực phụ bánh đó nè, nó thả sâu xuống luôn ha, là khi mình không để để bánh xe nó chống nè ha, cái này là mình để nó kê đó, dặn lên nè. Cái mặt của này á, mặt này của nó là chín xăng vuông. Cái này nó cao một tấc mốt anh chú, một tấc 50 à, tấc 50 ha. Đó bánh thông số nè, rất là dày, cái này nó chịu tải chịu lực, cái này nó 5 kg anh chú ha. Rồi cái số 15 này 320 nghìn, không có khóa anh chú ha. À cái này này như còn hai, nó được 2-3 bộ gì á. 15 320. Rồi 16. Dạ. Ừ. 16 là bánh nó không xoay, bánh đôi như vậy mấy chú ha. Bánh này bánh đôi nó chạy sần ha. Mấy cái này nó bánh nó sần mấy chú ha. Nó sần chứ nó không có bể, nó không nó bể ha. Cái này nó chắc. Bộ này nó cũng nặng ghê lắm á. Nè, để chừng lao ra. Nói chung là bụi bặm rồi. Nè. Đó. Cái này nó được 3 bộ gì đó. Cái này cái dài của nó là 9 xăng nè. Cái này ngang của nó là 6 xăng rưỡi ha. Nguyên gỗ này nó được mấy bộ. Cái này nó được 8. Cái này 8 xăng bánh chú ha. Từ mặt đất lên đây cao 8 xăng. Cái này mình kê bắt mấy đồ. 16 3 bộ. Nó không có khóa bánh chú ha. Nè. Này nó dính bụi thôi, bánh nó thì nó có chạy sần nha mấy chú ha, rất là nặng. Một bộ của nó này tìm coi nó nặng bao nhiêu ký, nặng lắm đó trời, cầm nó nặng 3,5 kg. Rồi số 16 nè, ủa 2 bộ hả, còn ngoài không, sao trong gỗ đâu có 2 bộ, à chỗ đó 1 bộ, 3 bộ đúng rồi, nhớ chiều điếm 3 bộ mà, bộ này 3 bộ mấy chú ha. Rồi số 16 là 250 nghìn, 250 một bộ 4 cái. Rồi số 17 nè, 17 cái này cũng không có. Ủa cái này bộ này á là sao ta? Quên mẹ rồi. Bộ này đây. Ừ. Con cái gài một anh chú ha. Cái này được 3 bộ. Cái này trong nguyên gỗ này được 3 bộ nhưng mà nó có chỉ một bánh gài thôi thì chia ra một bánh gài ha. Nè. Một bánh gài thôi. Đó, bánh nó như vậy.
Cái này màu xám anh chú ha. Trời ơi mấy cái này nè, đau ra mới tin ông ơi. Đó. Cái này á, để tiền đo coi, cái này nó 6 phần vuông. Cái này cao của nó nè, cao của nó là 1 tấc anh chú ha. Cao nó 1 tấc, bánh của nó là 75 x 21. Nè, phi này phi 75 ha. Đây dày của nó là 2 tấc mốt, 2 cm mốt, 21 mm á. Đó, một bộ của nó 4 cái ha, có 1 cái khóa, 3 cái không khóa vậy ha anh chú ha. Nó cái gỗ này số 17 nó được 3 bộ và 150.000 một bộ. Một bộ 4 cái nha. 18 nè, 18 cái này cũng có một bộ. Cái này nó nè, một bộ là trên video vậy luôn nha anh chú nha. Cái này nó phi nó to nè, bánh mà bánh màu xám chứ không phải. Cái này nó có xét nè. Master. Cái này phi 100 anh chú ha, 100 x 30. Nè, 100 x 30 ha. Bánh này có một bộ một thôi. Cái này nó 6 phân rưỡi, cái này nó 9 phân rưỡi nè. Cái này cao của nó là 1 tấc 3. Cái này nó chỉ đẩy bánh xe thôi ha mấy chú ha, nó không có chịu tải đâu nha. Cái này nó mỏng. Đó, cái nào nó như vậy. Phi lớn rồi, số 18 200.000 một bộ duy nhất. Nó có cái xấu mà như mấy cái này đẹp nè. Đó, không. Cái nào nó nằm ngoài trời nhiều, nó nằm bị nhiều mưa đó, còn mấy cái này đẹp nè. Có cái nó bị con cái nó bị xét chỗ này. Rồi số 18 ha, 200.000. Rồi 19 nè. Đó, 19 bộ này. Bộ này cũng khá đẹp luôn. Nè, mấy cái này nó không có vệ sinh thôi ra thôi, vệ sinh ra nè mấy chú nè. Cái này 100 nè, 100 x 32 ha. Cái này có 2 khóa, 2 cái khóa, 2 cái không khóa mấy chú ha. Nè. Đó. 2 cái khóa, 2 cái không khóa. Phi 100 x 32. Cái này bề ngang của nó 6 phân rưỡi. Cái này dài của nó là 9 phân rưỡi. Rồi số 19 nha, 270.000. 2 khóa, 2 không khóa. Không. Cái này không có. Số 19 270.000. Mỗi cái thông số khác nhau. Nó không có giống đâu. Rồi 20 nè, 20 này mấy chú thấy bữa bánh to giống như bánh đen đúng không? Nhưng mà nó không phải nha. Nó rất là nó này nó không có chịu tải cao đâu. Cái này nó nè. Nó mỏng hơn nhiều. Đó, nhìn nó bánh đen ha. Cái này nó dơ thôi. Rồi cái bộ này bề ngang của nó là 7 phân rưỡi ha. Dài của nó là 1 tấc mốt. 1 tấc 50. Cái này nó cao nó là 1 tấc 50 luôn mấy chú ha. Cao 1 tấc 50 luôn ha. Nè ha, bộ kia nãy 5 ký rưỡi, bộ này có 3 ký rưỡi thôi. Cái này nó dơ thôi ha, nhưng mà chất liệu nó còn ok. Đó, bánh này cũng không có khóa mấy chú ha. Rồi, số 20 là 250.000. 250.000. Bộ này mấy anh chú nào mà muốn bắt xe đồ nhiều á, nhưng bộ này có nhiều đúng không? Có mấy bộ. Bộ này có nhiều á. Bộ này có nhiều mấy anh chú ha. Rồi cái bộ này là 20. Số 20 là 250.000. 4 cái không khóa. Trời ơi. 21. 21 cái này này mày nãy mấy bộ ta? 21 hình như được 3-4 bộ vậy mấy chú. Bộ này nè, trời nó dính, nó tưa nữa ha. Thường cái này nó cạ, nó tưa thôi. Cái này nó mày bánh mà nó lẩu quá là nó cầm gì là mấy chú nó bể ra trơn luôn. Hôm trước tiền mua một lô nó bị bể bánh ra trơn, tiền bỏ luôn á. Đâu có lựa ra bán đâu. 7 phân nè, 9 phân rưỡi. Tại vì nguyên cái lô nó bị vậy á, mà lựa cái nguyên á nó lại á, nó xài cũng không được bền á, cho nên là tiền bỏ luôn. Bán dây chai luôn. Rồi cái này nó 7 phân mấy chú ha. Cao 7 phân á. Đó. Bộ này cũng được 3-4 bộ gì á. 3 bộ à. Cái này số 21, 170.000. Bánh nó dơ mấy chú ha. Không có vệ sinh nó dơ thôi.
Rồi số 22 nè, bộ này phi 63 nè. 63 hỏi mấy ông giận quá trời, nhưng mà nó soạn ra tới đâu lên tới đó, nhưng mà bộ này nó hết rồi. 63 nó cũng nhiều lắm mà nó có hàng dẹt ra, nó gãy, nó hư đồ này kia nữa. Bỏ ra. Cái này nó dơ lên nè. Đó. Nè, 63 2 x 30 nè. Cái này bốn bánh này nó trên hình luôn mấy chú nha, tiền giao trên video luôn nha, không có soạn ngoài nữa được, hết rồi. Này nó cao được 8 phân. Bề ngang của nó nè, 5 phân 8 nha. 6 phân 8. Rồi cái số số 22 200.000. Đây cái bánh này nè. Bốn bánh nào đều khóa hết mấy chú ha. Nè, cái này mấy cha tôi gài nè, cái này người ta đang gài, cái đẩy đi nè, nó bị sốc vô nè, không cố đẩy đi nè, nó sốc nè, nó bị sốc vô bánh nè. Cái bánh bộ này là nó trên video luôn mấy anh chú nha, không còn bánh nào nữa. Rồi cái số 22 là 200.000. Trời ơi, bão táp mưa xa. Sao bữa nay nó rắc rối gì trời. Rồi 23. Ủa bữa nay đầu tháng luôn hả? 23 đây, một con chim cánh cụt. Con chim cánh cụt bữa nay đầu tháng mà quên ha. Đây một cái thước lá tắt rưỡi. Rồi một cây thước thuốc thủy. Cây thước này đẹp ghê không? Quá trời xinh. Nó có 500 anh chú. Ồ, có 500 nha. Bài bao bọc bằng nhôm. Cái này nó dài được 2, 23. Đó. Vuông này của nó là 4 phân. Đó. Rồi, một cây thước lá ba. Chết cha rồi. Rồi, combo này số 23 200.000. hai mươi bốn là cái hước kẹp này 20 cm mấy anh chú ha. Mọc nè, cái này nó có ố mấy anh chú ha. Đây nó có rỉ sét chỗ này, hai hàng nó ố ha, nó ố đây. Cái này của mít tu du ha, mít tu du thì màu của nó rất đẹp, nhưng mà cây này nó bị ngâm nè, bị mưa nhiễu nè ha, nó bị ố nè, thông số thì rất là rõ luôn. Mít tu du nè ha. Này cái chỗ này nó có cấn nè mình chú ha. Này chỗ này cấn nè, chỗ này cấn nè ha. Mà mũi thì khá đẹp ha. Đó, mũi trên mũi dưới đều khá đẹp, nhưng chỗ này nó có cấn nè. Đó. Đó, nói chung là tiền sẽ quay kỹ cái tình trạng cho mình chú xem ha. Đây. Đó, nó cấn vậy nhưng mà đo thì ok. Nè. Ha. Rồi. Cái cây này 24 ha. 24 200.000. Ô miếng nữa, vô miếng xăng. Rồi 25. Mấy anh chú á xem video á. Mấy anh chú á xem video mà giống như mình mà cái chỗ nào mà mình không có cần mua. Tại vì nhiều người video nó dài á, nhiều số á, thì mấy anh chú có thể xả qua. Để có nhiều chú á, ngồi xem hết cái video rồi mới ghi lại số á, rồi điện cái lúc đó bán mất tiêu chừng. Đây cái thước này á, cái này nó bằng đồng mấy anh chú ha. Cái này nó bằng sắt nên nó bị rỉ rồi. Đây ha, nó rỉ nó sần đây ha. Chứ còn cái bề mặt này ha, thông số là rất là rõ đây. Cái này 20 cm. Tokyo ha. Đây, cái thước này dạng như thước cổ mấy anh chú ha. Đời cổ rồi, đời cao lắm rồi. Đó, bề mặt này bề mặt nào nó cũng rõ ha. Mũi nó cũng còn khá đẹp. Do đây thì nó bị ố thôi. Nè, cái đồng nó rất là đẹp ha, sáng giới luôn ha. Này tất cây này thì nó không có tâm ha. Không có tâm. Rồi cây này số 25 ha, 180.000. Cái thước đời cổ. Rồi. Ủa hai mấy vậy? 25 này 26. 26. Cây này của thằng Hendenmon gì đó. Made in Japan. Cây thước này 15 cm mấy chú ha. Nè. Thằng
bạn thấy rất là rõ luôn nè. Cái này bằng đồng, đồng ở đây nè, mũi nè, nó mũi trên mũi dưới nha. Cây này khá đẹp luôn. Rồi số 26 200.000, 27 nè, 27. Cây này Mít Tu Du. Cây này 15 xăng bánh chú ha. Có một hình thấy rõ ha. Chỗ này nó có ố bánh chú. Đây, ố chỗ này nè. Nó rỉ chỗ này ha, nó nhiễu. Mít Tu Du nè, mũi trên mũi dưới nè ha. Nó có rỉ về mặt. Rồi số 27 180.000. Rồi số 28 nè, 28 cây thước này 1,5 tấc luôn. Hàng này hàng của hàng gì đây? Bách ca gì? Cây này kiểu vậy bên chú ha. Rồi, cây này 120.000. Số 28 120.000. Rồi 29 nè, 29 cây cắt ống bên chú ha. Cắt ống cái này nó mắc cái chút dài rồi. Về bên chú chế cũng kẽm. Cái này của MCC ha. Cây này lưỡi khá đẹp luôn bên chú. Cái này dắt tóc từ 27. Xanh hay đỏ? Đây cái này là MCC ha. Da băng. Đó. Lưỡi còn đẹp bên chú. Lưỡi nó có dấu xài ha, nhưng mà còn không có mẻ. Đó, rồi này bên chú về cài về làm cái móc. Rồi số 29 em 150.000. Rồi số 30 nè, 30 cái kéo cắt to bên chú ha. Kéo to nè. Chữ in chìm. Đây, cái này nó xém chóc xi ha, xém chóc xi nhẹ ra nè ha. Đó, lưỡi đẹp nè. Bao da còn khá đẹp luôn. Đó, cái mặt này rất đẹp, cái mặt này nó có xém chóc xi. Rồi không lấy giấy lấy gì. Đây. Rất là bén mấy chú ha. Không có mẻ mấy chú ha. Bao da ok. Rồi số 30 ha, 170.000. Quên đo cái chiều dài nữa. Đây cái chiều dài của lưỡi là nó 6,5 ha. Tổng thể cây này nó dài được 24 năm. Rồi số 30 170.000. Rồi 31 nè, 31 cây này là cây cắt ton cộng lực. Cây này nó MCC mấy anh chú ha. Nó cắt cái gì ta, nó để thông số nè. 240 này, da băng nè. Bao da còn khá ok luôn mấy anh chú. Răng. Cái nút gài ở đây mấy anh chú ha. Đó. Nó hở miệng gì nè. Cái này nó cộng lực ha. À hay là mấy anh chú về chỉnh nữa ta. À cái này có điều chỉnh hở miệng sâu hay rộng nữa nè. Cái này ốc ở đây. Ốc ở đây nữa nè. Cái này thì không đành chỉnh cho nên là. Cái này bấm, cái này chắc cái này cắt được cái lực không anh chú. Cắt được toàn dày á. Nhưng mà mũi thì nó ngắn vậy đó. Rồi số 31 hay 150.000. Rồi 32 nè, 32 một cái mỏ lết. Cây mỏ lết này xay 300 ha, cái này của Lotter mấy chú ha. Lotter nè, cái này nó chấp xi nhẹ đây nè, đó, 1-2 đốm nè. Cái miệng nè, miệng nó có dấu xài mấy chú ha. Nè. 300 cầm nó rất là chắc nè, nó có dấu xài rồi mấy chú ha. Mà còn rất thích. Không có gơ hay mấy chú ha. 300 nè, ở hàm nè, cái gió nó có dấu xài nè, đó. Dấu xài cắn rồi, số 32 ha, 32 170.000 xay 300 mấy chú ha. Rồi 33 cây này size 250 ha, 250 thép đen. Thép đen ha, có bao da. Cái này của Bujitaka vậy nè. Đây nó găng nó cũng có dấu xài, cái miệng cũng có dấu xài mấy chú ha. Thép đen thì nó bền. Nó không có bị chóc xi hay là gì hết á. Nó cứ màu như vậy mà nó như hoài. Đó. Miệng nè, miệng nó khích mấy chú ha. Rồi số 33 180.000.
Rồi 34 em bữa nay thì có một cặp kìm, một kìm. Đây. Kìm này size 16 anh chú. Ây da, kìm nhọn nè, răng rất đẹp anh chú ha. Nè. Răng nó đẹp không biết cái lưỡi nó cắt được không. Rồi. Lưỡi cắt ngon lành nếu không. Rồi cây này 16 luôn ha. Cây này nó có tuốt dây điện nè. Lưỡi này thấy thích nè ha. Rồi quá im, ngon lành luôn. Rồi tuốt dây điện bá cháy. Rồi số 31 ha. 34 90 nghìn. Rồi 35 nè. 35 một cây cây vít tự động. Đây, cây này của Tokyo mấy chú ha. Cây này còn khá đẹp luôn ha. Cán gần gỗ màu đen. Cán gỗ này có đóng nè mấy chú. Cái gỗ này bên chú có đóng nè. Cái này nó, cái khóa nó bằng vàng nè. Đó. Nè, đảo chiều ha. Cái này đầu mũi về đầu dẹp nha mấy chú ha. Cái này mấy chú kiếm mua cái mũi nữa, tại vì bữa nay Tuyền không có cái mũi. Đó rồi. Cái cây vít này 635 140.000. Cái này mấy chú kiếm thêm cái mũi cộng mình về mình gắn vô ha, chứ bữa nay tiền không có mũi cộng, thì có thì cũng để cho mình chú cái mũi mũi cộng mũi trừ rồi. Đó. Cái này là mấy chú nè, đè xuống chú khóa ngắn lại ha. Còn khi mà chú sử dụng dài thì mình dặn nó ra. Đó. Còn nếu mà muốn thay mũi vít á thì mình rút cái này lên nè. Nó mình đè cái này vô là thay mũi vít ra ha. Còn mình để vô là mình lấy xuống là nó cứng thường. Đó. Rồi số 35 ha, 140.000. 36 mũi khoan mấy chú ha. Đây mũi khoan gia đình. Đó. Làm không nói nổi luôn rồi đó. Thiệt chứ. Đây mũi khoan gia đình nè mấy chú ha. Cái mũi lớn nhất này của nó không biết nhiều. Không thấy số không. Mũi này là mũi 10 nè. Mũi này chắc là 12. Nó rồi nó lớn nhỏ dài xuống anh chú ha. Nè. Rồi. Lớn nhỏ đều luôn. Rồi, số 36 ha, 200.000. 37 nè. 37 mũi này là mũi 12.5, 12.5 ha. Đó, rồi nhỏ dài xuống 10. Trời đất ơi ai vậy? Đó. Rồi số 37 200.000. Rồi 38 nè, 38 mũi khoan bê tông ha. Khoan bê tông, mũi này mũi mũi bót mấy chú ha. Cái này mũi khoan bót, mũi gài. Cái này ba mũi lớn mấy chú ha. Cái này là nó mũi 12.5 nè. 12.5 nè ha, mũi ba chấu nè. Cái mũi này 14.5 nè, đó. Mấy chú nào xài mũi lớn thì chốt mã này ha. Rồi cái mũi này là mũi 19 nè. Đó, mũi khoan gài hết nè. Gài ba chấu xà bằng. Rồi số 38 là 150.000. Rồi 39 nè. 39. Đây. Cái này, cái mũi này mũi này mũi 10.5, mũi này nó bị chấm nó xi, nó bị rỉ mấy chú ha. Nè rỉ cái đầu nè ha. Rỉ cái đầu nè. Là mũi 10 ha, ba chấu luôn. Cái này mũi mũi 5 nè, mũi 5 cũng ba chấu nè. Cái này là 12.5 nè. Cái này cũng 12 ba 4 chấu nè. Mũi này là mũi 12.5, 12.5 hai chấu. Cái mũi này mũi 18. Nó 4 chấu nè. Rồi số 39 nha, 200.000. 40 cũng là mũi phân gài. Mũi phân gài là mũi bê tông mấy chú ha. Mũi phân gài bê tông. Cái mũi này 4.3 nè, 4.3 ba chấu nè. Mũi này 10.5, 10.5 ba chấu ha. Cái này nó có rỉ đây nè, rỉ đây xíu nè. Rồi cái này là 12.5, 4 chấu. Cái này là 14.5. Rồi cái này 18. Rồi bộ này ha, số 40 200.000. Rồi 41 bữa nay có bộ điêu khắc mấy chú ha. 41 bộ điêu khắc nè.
Đó. Bộ khác nè, lộn xộn. Mũi bầu có, nhọn có, ngang có, dũm có, xéo có. Mũi rất đẹp anh chú. Nè. Rồi, số 41 150.000. Rồi 42 nè, cặp cưa mấy chú ha. Một cây cưa lách nè. Rồi cây cưa lách mũi này, đây lưỡi này rất là bén mấy chú ha. Đây. Cái lưỡi này lưỡi 21 chắc. Dài cực kỳ bén luôn mấy chú. Này nè. Rồi một cây cưa gỗ. Mấy lưỡi cưa này cực kỳ bén. Nhắm lưỡi luôn, nhắm tay luôn mấy chú. Rồi số 42 ha, 110.000. Rồi 43 nè. 43 cặp này ha. Cái này có hai lưỡi lên cho mấy chú thay luôn ha. Nè. Nè cái lưỡi của nó nè. Cái lưỡi này còn rất là bén luôn. Nè. Cái lưỡi này rưng nhiễm mà rất là bén. Lưỡi này lưỡi 21 ha. Trên phần trên đây nó ố thôi nhưng mấy chú nhìn cái lưỡi nó rất là bén. Đó, xài chán là lắp lưỡi vô mấy chú ha. Nè. Hàng của Pelade gì nè. Cán này nó có sần ha. Cái này mấy chú xài thay lưỡi vu, cái này nó còn rất là mới nè. Cán thì hàng cán nhựa cho nó cạ với nhau nó dễ bị sần. Cái này lưỡi 21 mấy chú ha. Rồi cái này là 43 140.000. Rồi đó đục nha. Đục nè, cây này cây đục mặt trên này giống như là đục moi lên á, cây này có rỉ. Có rỉ ngoài thân gì đó. Chữ hình chìm. Cây này thì nó cây này nó dài được 27 mấy chú ha. Cây này nó là 24. Đục 24 ly. Cán đầu khâu cũng thử ha, thép hai lớp. Rồi cái này số 44 100.000. Rồi 45. 45 cây này 18 ha, mười này 18 ly, này có rỉ trên đây mấy chú ha. Nè, có rỉ trên đây ha. Thép hai lớp. Nó có rỉ trên đây nè. Cây này nó rỉ. Nó rỉ ngoài mặt á. Cây này dài mấy chú ha, cây đục này rất là dài, cây này dài 29 năm ha. Cây này 18 ly, rồi số 45 ha, 100.000. Rồi 46, cây này 15 ly mấy chú ha. Cây này 15 ly, thép hai lớp nè. Cây này thì khá đẹp luôn. Còn bóng luôn ha. Tem cán là ok luôn. Cây này nó dài được 30 mấy chú ha. Mấy cây đục này dài 30. Rồi cây này 46, 100.000 luôn. Rồi 47, 2 cây nè. 47, 2 cây nè, mấy chú mua xài mà cây lẻ mà thiếu thì mình... xài ít hay là gì đó mình chốt cái lẻ nữa ha. Cái này 9 ly và 15 ly. 9 ly 15 ly nè, thép hai lớp. Đục rất đẹp mấy chú. Cán khâu đồ ok hết. Mấy cái đục này nó 20 trên. Cái này 21 nè. Rồi số 47 ha, hai cây này 90.000. Rồi 48 nè, 48 cây này cũng 9 ly và 15 ly. Đó, 9 ly 15 ly luôn. Đây, lưỡi đục rất là đẹp. Cán khâu ok luôn. Cái này cũng dài trên 20 ha. Rồi 9-15. Cây này số 48 ha, 90.000. Rồi 49 nè, 49. Cây này cũng 10. Cây này cũng 9 và 16 ha. 9 và 16. Cây 16 nó dài hơi xíu. Cây này mình tháo rụt giác dặn ra nè. 9 ly 16 ly. Rồi số 49 ha, 90.000. Cái này dài cũng trên 20 luôn. Cái đó bốn nhiêu? 49 hả? 49, 50. 49, 90, cái này 50 nè. Trời, số 50. Cái này 2 phân tư mấy chú ha. 2 phân tư. Thép 2 lớp. Cán sâu ok. Cây này nó dài 19 nè. Mấy bộ này thì nó ngắn nè. Đó, 18 năm ha. 18. Có cây 17 nữa nè. Cây 16 luôn. 18 năm. Đó. Cây này cây 30 nè, 30 cây này ngắn ha, cán thì nứt kìa. Lưỡi thì còn xài được. Thép hai lớp. Cây này 30 nè, 24 nè. Cây này 18 ly ha. Thép hai lớp đẹp lắm. Nè. Cây này 9 ly luôn. Cây này 6 ly. Cây này 3 ly. Đó rồi bộ này ha, số 3 số 50 là 230.000. 50 230.000. Rồi số 51 nè, 51 3 cây ha. Combo 3 cây. Rồi cây này 10 ly. 10 ly, 15 ly, 24 ly, cây 24 ly ngắn ha. Cây này nó 18 à, cây kia là 22, 21 22. Cây này 21 năm. Thép đục rất đẹp. Đó. Rồi số 51 140.000.
52 nè. 52 ha. Cây này 19 ly, 15 ly, 9 ly, 15 ly, 24 ly luôn. Cây 4 ly, cây này ngắn nè. Cây này có rỉ. Còn hai cây này rất là đẹp ha, thép hai lớp hết. Cây này đi dài 21 trên ha. Cây này thì mười mấy ha. Cây này dài 14 năm à. Rồi số 52 ha, 130.000. Rồi số 53 nè, cây đục mo nè. Mo cây này 20 xăng ha. Cây này 20 ly. 20 ly mo nè. Cái này nó cán, mấy chú về làm cán lại hoặc là gì mấy chú xài ha. Cái này cán làm xấu quá. Rồi cây này thì gãy cán mấy chú ha. Nè. Mũi như vậy nè. Cây này nó 14 ly nè. Gãy cán ha, cái lưỡi này còn rất là dài, gầy cả tắc luôn á. Này làm mấy chú làm cán nè, có cái chui không. Rồi cây này 15 ly. 15 ly nè. Mo luôn nè. Rồi số 53 ha, 130.000. Rồi 54 nè. Mấy cây đục mo. Cây này 15 ly mấy chú ha. Thép hai lớp nè. Cây này thì khá dài luôn. Cây này nó dài được 24 năm. Rồi số 54 ha, 54 70.000. 55 nè, 55. 55 cây này 13 ly. Đục mo luôn ha. Thép hai lớp. Cây này 22. Rồi số 55 ha, 80.000. Rồi cây 56 nè, cây này 12 ly mấy chú ha. 12 ly. Đó. Cây đục mo luôn ha. Khâu ok hết, cây này trên 20. Rồi cây này 22 ly. 22, 22 xăng chứ. Chữ anh chìm, cây này 56 là 80.000. 57. Cây này 16 ly. Cây này dài 20. Rồi cái số 57 80.000 mấy chú ha. Rồi 58 nè. 58 cây này 8 ly. Đục mo ha. 8 ly nè. Cây này khá dài, cây này nó dài 22 năm. Rồi cây này 58 70.000. 59 nè. 59 cây này 10 ly. Đó, mấy cái đục mo bữa nay gom đục mo lên cho mấy chú nè, mấy chú hỏi đục mo đục dũng quá trời nè. Cái này 22 ha. Rồi 59 80.000. Rồi 60 nè, 60 cây này 9 ly. Cây này 9 ly ha. Cán khâu là ok hết mấy chú ha. Cây này dài 20.5. Rồi cái này 60.000. 61 nè. 61 cây này 10 ly. Rồi cây này quá trời dài. Cây này 10 ly ha. Cây này nó dài được 27. Rồi số 61 80.000. Rồi 62. 62 cây này 15 ly. Nhìn bả ngắn nhưng mà bả đẹp. Bả lùng bả đẹp ghê. Cây này 15. Rồi số 62 50.000. 63. Kéo. Rồi một cây kéo cắt cành. Cây này nó dài 18 anh chú ha. Mấy cái này lưỡi này bén. Cái này nó không có chữ. Không có chữ chóc bao da. Có nút gài. Rồi sò rin. Rồi một cái tỉa. Chữ in chìm. Trời ơi. Ai gắn cái lò xo này vậy cha. Lò xo này đâu phải đâu. Gắn cái nó rớt xuống rồi. Lò xo nó là lò xo dài á. Cái hộp hộp ngoài đâu rồi. Lấy cái hộp vô coi. Nó đúng rồi, nó đúng của nó mới được, nó mới không bung ra chứ cái cây kia nó nhỏ nó bung thì sao. Lò xo kéo 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 bãi lắm anh chú. Mà cây này gắn qua cây kia thôi chứ nó không phải là hàng lô, hàng riêng. Kéo tỉa quá im. Đó, rồi một cặp này ha, số 63 150.000. 64, 64 cây kéo này kéo kéo của Đài Loan luôn. Cây này nó dài 20 mấy anh chú ha. Đó. Bả rất là mạnh ha. Lò xo bả rất là mạnh to nè. Cây 20 cầm. Rồi. Mấy cây Đài Loan cắt đã lắm bé. Rồi 120.000 luôn, 64 120.000. 65.
Rồi, cây này của Nhật Bổn, cây này dài 17 năm. Rồi so nó nè, lưỡi nó còn rất là đẹp luôn. Cây này siêu bén luôn. Rồi số 65 120 nghìn luôn. 66 cây chà bá bự luôn. Cây này nó không có tên. Cây này nó dài 23 năm mấy chút. Tay này cầm đá tay thiệt. Lò xo nè. Cái lưỡi nó chà bá luôn, nó không có chữ. Nước sơn còn đẹp lắm mấy chú ha. Lò xo nó rất là mạnh nè. Cây này mà cắt cây cổ thụ á. Trời ơi. Quá im rồi. Ngọt xớt luôn. Rồi số 66 140 nghìn. 67 một cặp luôn. Cây đó nó không có chữ mà cắt nó im. Viết cái chữ vô lấy cái giấy bút lông á. Cây này cán nhôm. Cây này dài 20 mấy chú, đéo tỉa nè. Cái dạng nó mỏng nó cong gì mấy chú nha. Chú. Ồ cái này tỉa ba cháy. Dài đây luôn. Lưỡi không mẻ, đây cán nhôm nữa nè. Cây này nó cắt kê trên đây nha mấy chú ha. Dạng cắt kê vậy nè. Ngon lành. Gãi đây luôn. Rồi cây cắn nhôm này nó dài 20 luôn. Rồi cặp này 170 nghìn luôn. 67 170 nghìn. Rồi 68 68 một cây kéo xoay 360 độ. Trời cây này dính dơ mấy chú ơi. Dính dơ nha. Đó. Bao da còn đẹp. Hãng của nó nè. Xoay 360 độ nha chú ha. Đó. Lưỡi thép không rỉ nè. Lưỡi này lưỡi thép không rỉ nha. Trời ơi, cắt nghe nó bén anh chú. Nhấp gì thôi nghe bén ha. Nghe cái nó kêu. Trời ơi bảo táp. Cái giấy nhỏ phía trên nó. Quá trời bén anh chú ha. Cắt ghiền luôn anh chú. Đó. Cái này dính dơ mấy chú về vệ sinh cái là sáng giới à. 68 160 nghìn. Rồi 69 kéo bếp. Cây kéo bếp. Rồi kéo này rất đẹp mấy chú ha. Cái này nó đúc cứng khừ luôn. Cái tay cầm á. Nó có cái kẹp găng nữa nè. Tán đồng mấy chú ha. Chữ nữa nè. Kéo nó nhỏ mà nó nặng chiều chiều luôn á. Nó đúc cứng khừ à. Cái này 19. Cái này kéo bếp đó mấy chú ha. Quá trời bán mấy chú. Nó. Rồi, 69 100 nghìn. 70 nè. 70 cái kéo này là cái kéo cắt tay trái mấy chú ơi. Kéo kéo cắt vải tay trái nha. Ông nào tay trái mua cái này đi. Cái này dài 25. Cái này từng cắt trời ơi tao quay video chưa xong đi nhậu về rồi đây. Ủa cắt vải gì cho miếng vải cái này kéo vải mỏng á. Cái này đúng nó cắt vải vải mỏng gì má đưa đi coi. Trời ơi cái này tiền cắt tay ta ta phải mà tay trái cắt được đây nè. Cái lưỡi tay lưỡi rất là bén mấy chú, lưỡi cắt là sắc luôn á, mà tại tiền không có cắt quen mà mấy chú cắt gì nè. Cắt vải thì mấy chú về á, mấy chú có mài thêm hay gì ha, chứ tiền thấy nó cắt cầm nó bén á, tiền không có cầm quen. Đây chữ hình chìm tán đồng ha, lưỡi còn rất là đẹp. Rồi số 70 150 nghìn. 71 nè. 71 cây này nó dài 24 năm. Cây này Tokyo tán đồng. Đó, mấy cái kéo cắt vải này mà mấy anh chú nào biết mài á, mài á thì ở mình về á mình xài mấy cái kéo này mình mài một lần thì nó bén bền lắm. Kéo này tao phải nha. Đó, cắt cũng êm á, nhưng mà mấy chú cắt vải thì phải mài lại. Nè, ha.
Rồi số 71 ha, 120.000. Kéo bếp, kéo các bãi lô này về đẹp á. Cây nào cũng sáng mà nó bén nữa. Rồi 72. Đó. Tán đồng chữ in chìm luôn ha. Ngon lành luôn. Rồi 72 120.000. Rồi 73 nè, combo dao mấy chú ha. Có mấy mã combo dao. Rồi có mấy mã combo dao. Rồi. Dao Galaxy nè mấy chú ha. Cái này dài 16 nè, bản rộng của nó là 4 phân, gần 4 phân rưỡi ha. Cán. Cán ok bén luôn. Đó, con dao này dài một. Dao này giống như sesame vậy đó. Cái này 19 năm, bản rộng của nó là 2/8. Đây, cán gỗ nè. Chữ in chìm luôn, mấy cái lưỡi dao này rất là bén rồi mấy anh chú. Đây, cái này 15 năm nè, bản rộng của nó là 4 phân. Rồi, một con dao gọt trái cây luôn ha. Combo rất là đẹp. 150, 4 cây. Rồi, số 73, 150.000. Rồi, 74. 74 nè. Con Galaxy luôn, con này nhà 16, bản rộng của nó 4 phân rưỡi luôn. À, mấy con dao này còn rất là đẹp, bén luôn mấy anh chú về xài luôn á, 4 phân rưỡi. Rồi, một cây ba lớp nè. Cây này cây ba lớp. Lưỡi người ta xài nó cùn, hơi cùn ha. Cái này 16 ha, bản rộng của nó là 3 phân rưỡi. Đó, lưỡi cùn nhưng mà lưỡi thép ba lớp nó bén. Rồi, một con dao gọt trái cây mini Đức. Rồi, số 74, 150.000. Rồi, 75. Đó. Con này dài gần 16-8, bản rộng của nó 4 phân rưỡi. Đó, mấy cái lưỡi dao nè. Dao này mấy chú sắt nó không bị dính. Đây, một cây cán gỗ ha. Cây này dài 15 năm mà, bản rộng của nó là 3/8. Cây này dài 15 năm luôn, bản rộng của nó là 4 phân. Cây nào cũng bén. Cây này dài 13 năm, bản rộng của nó là 3 phân rưỡi. Rồi, 75, 150.000. Rồi, 76 nha. 76 dao và kéo nè. Nó mấy chú thích combo nào thì mình chốt combo nấy thôi ha. Đây, combo này 2 dao, 2 kéo. Cái này nó dài 17 nữa ha. Bản rộng của nó 4 phân. Đó, lưỡi dao rất là đẹp luôn. Đây, siêu bén, mấy chú nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái. Rồi, cái này 17 nè. Bản rộng của nó là 3/8. Rồi hai cái kéo cắt hai cái bếp luôn nè. Đó. Kéo này nó có rỉ nhẹ nè, nhưng mà cắt là bén mấy chú ha. Kéo bếp này mấy chú. Cái này mấy chú tháo lắp được ha. Trời ơi, bén mà phải nói bén siêu luôn chứ không phải là bén tầm thường nữa. Đó. Bê kéo bếp này rất là đẹp mấy chú. Rồi số 73 130.000 combo này ha. 76. Nhầm, em nó lộn. Em nó lộn cái lời. Em xin nói lại. Cái lời nó lộn. Cái này 16 năm, bản rộng của nó là 4 phân rưỡi. Cái này 15, hơn 15, cái này bản 4 phân. Đó, rồi một cái kéo. Trời ơi, kéo này vừa cắt cái gì ta? Đẹp. Bén luôn ha, hàng của gì đi? Bimi. Bimi Saban in chìm. Lưỡi kéo rất bén mấy chú. Cái này cắt gao, cắt kiện, cắt nhà bếp đồ ok. Rồi một con dao ba lớp luôn, thép ba lớp ha. Dao này rất đẹp, rất bén chứ. Rồi số 77 là 130.000. Rồi 78 nè. 78 cây Galaxy vuông ha, 16, bản rộng của nó là 4/8 luôn. Rồi một căn cán gỗ, con này dài 10, gần 17, bản rộng 4/5 luôn. Rồi một cây kéo để giữ dùng nhà bếp luôn, cây rất là bén luôn, cái này tán đồng. Lưỡi không mẻ mình chú nha. Đó. Cái này cắt hành lò nhà bếp này quá êm. Rồi 78 ha, 130.000.
Rồi 79. 79 đó, combo có cái dao như là cái đao vậy. Cái này sẽ vừa ngon lành. Cái này tới chỗ dấu cắt nó là 18 anh chú ha. Bản rộng của nó là 3 phân. Con đầu vuông cái này 16 ha, bản rộng của nó là 4 phân. Rất là đẹp ha. Rồi một cây kéo bếp. Kéo này của Kai nè. Kai sao bằng kéo, kéo này mà cắt trong bếp thôi. Inox không rỉ nữa. Rồi, một cái con dao gọt trái cây luôn. Rồi số 79 ha, 130.000. Ây. Rồi số 80. Một con cán gỗ. Con này dài 16, bản rộng của nó là 4 phân rưỡi. Cây này nhỏ, cây này 13 năm, bản rộng 3 phân 2. Rồi một cây dao gọt trái cây. Rồi một cây kéo bếp. Cây này của Kai luôn mấy chú ha. Hàng nó rất là đẹp nè. Cây nó nặng hơn. Cầm này kéo ngược luôn á trời. Rồi số 80 ha, 130.000. Đó, mấy chú nào mà thấy thích cái combo nào thì chốt cái combo đấy ha. Có dao có kéo không mấy chú, hoặc là chốt hết luôn cũng được. Rồi. Đó, nhìn dao đẹp không? Bén. Con này 15 năm, bản rộng của nó là 4 phân 2. Rồi một con gỗ rau gọt trái cây siêu dài luôn, 15 luôn. Cán gỗ siêu bén. Một con đầu vuông nữa. Quá cần thấy cưng luôn. Rồi một cây kéo bếp. Đó. Ngọt xớt luôn. Rồi số 81, 130.000. 82, một con đề ba 66. Con đề ba này nó rỉ nè, thì hàng thép thì nó có rỉ mấy chú ha. Cây này thì nó rỉ tiền không thấy nó chữ luôn á. À, chữ nó đây hả? Hay là rỉ dùng cái chữ thôi rồi. Chỗ đây nè. Cán. Trời ơi. Khâu đồng nè, chữ có in chữ trên cán nữa mà này 15 ha, 15 rưỡi. Bản rộng của nó là 4 phân rưỡi. Cái độ dày của nó là 6 ly mấy chú ha. Cán nhìn hết đẹp à. Cái này 82, 130.000. Rồi 83, một con dao chặt này hai mặt mấy chú ha. Con này siêu mini dễ thương ha. Quá trời thấy cưng luôn, thép còn đẹp luôn. Con này thì tiền không thấy chữ nha, không có đóng chữ nè. Nhà sản xuất quên đóng chữ rồi. Cái này 15, bản rộng của nó là 3 phần 2. Cái dạy này của nó là 4 ly. Đó, hai mặt mấy chú ha. Hai được hai lưỡi cán nè. Cứng khừ luôn. Rồi số 38, 180.000. Ủa? 83 mà đọc 38 giống khủng ghê. Rồi 84. Cây này nó có rỉ đây mấy chú ha. Rỉ đây. Cây này nó không thấy chữ mấy chú nha. Không có chữ. Cây này lưỡi còn rất là đẹp luôn ha. Thép nó còn nước sơn á, sơn mới. Rồi lưỡi siêu bén luôn. Mấy cây này bén dữ lắm luôn nè. Cái này 16 nè. Bản rộng của nó là 4 phân rưỡi ha. Cái độ dày này của nó là 6 ly. 6 ly. Cán đầu còn cứng khừ. Rồi số 84 ha là 220.000. Rồi 85. 85 cây này cũng vậy luôn. Cây này chặt siêu bén luôn nè. Cây này tới chỗ cắt chặt là 17 ha. Bản rộng của nó là 4 phân 6. Cái dày của nó là 6 ly luôn. Đây cái mặt nó sần mấy chú ha. Sần. Cái này là tiền không thấy chữ luôn á. Cán của nó nè, tình trạng cán nó cũng còn cứng khừ à. Rồi số 85 ha, 220.000. 86 nè. 86 thì cây này đẹp. Quá trời đẹp luôn nè. Cây này tem nó, thấy tem nó đây ha. Chữ thì không có khắc ở đây, mình thấy tem ở đây. Cán còn cứng khừ luôn ha. Cái này lưỡi nó còn rất là dài mấy chú ha. Lưỡi nó 16 năm. Lưỡi này giống như là xưa xài nhiều. Cái này 5 phân nè. Rồi cái này dài 7 ly luôn. Rồi cái cây này ha, số 86 ha, 250.000. Cây này chặt siêu bén. Rồi 87, mã số cuối cùng luôn. Số cuối cùng thì cái cán nó đây, cán này xấu đây ha. Bản cứng khừ anh chú. Có chữ in chìm. Cây này thấy chữ được chữ đó nè. Cây này lưỡi nó cũng dài nè. Lưỡi nó dài 16 năm luôn anh chú ha. Bản rộng của nó là 5 phân luôn. Cây này nó dài 4 ly. Rồi, cây này 87 ha, 250.000 luôn.
kết thúc cái video luôn. Rồi mấy anh chú mua kèm cước đánh rỉ thì chốt luôn ha. Cước chén 70.000 một chén, cước dĩa 70.000 một dĩa luôn. Cái này cốt 13, cái này ốc 10, cái này cốt 10 nha, cái này cốt phân dụng á. Rồi xe đẩy nè, xe đẩy tiền cũng còn nữa nè ha. Xe đẩy tiền cái này mấy chú nhận hàng nó nằm trong bọc nè. Đó, xe đẩy nè. Nó tải tối đa là 170 kg. Đó, 170 kg ha. Tương đương 2 người lên đẩy rồi ok luôn. Đó, cái này mình để tết nhất là mình dọn đồ hay gì đó ha, mình cần thì mình mua cái này 300.000 thôi mà cho nó đỡ hao sức khỏe. Thảy lên cái mình đẩy đi. Đây nè, nó có 5 cái bánh xe kèm theo mấy chú ha. 2 bánh chết, 2 bánh xoay. 3 bánh xoay chứ một cái bánh giữa nè. Đó, kèm theo ốc vít đầy đủ luôn. Mấy chú về bắt vô thôi nè, cái này mẫu tiền ghép vô rồi nè. Mà có cái nút giữa mà làm miếng gắn á. Ác không? Đó. Cái bánh trước là xoay nè ha. Bánh sau là cố định, bánh sau là nó không xoay ha. Để mình đáy bánh trước này mình lái thôi. Đó. Lái vậy đó. Rồi để tiền đo ha. Lâu rồi không có review kỹ lại. Cái này 59 nè. Bề ngang của nó là 40 nha mấy anh chú ha. Nó từ mặt ở dưới lên cao 1 tấc. Đó. Rồi cái xe đẩy này là 300.000 ha. 300.000 chuyển khoản bao ship. Cái này hàng của Đài Loan mấy chú nha. Đây, nó có để nè. Made in Taiwan. Đơn 300 chuyển khoản tiền bao ship. Rồi Tiền xin cảm ơn mọi người đã xem kênh ủng hộ ha. Xem kênh thấy thích cho Tiền xin một like và cho đăng ký kênh mình, đăng ký kênh để cập nhật cái video tiếp theo từ Đăng ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.